Đến thời điểm này, Đà Nẵng đã có 55 tàu so với cùng thời điểm này năm ngoái chỉ có 14 tàu, trong đó quận Thanh Khê 4 chiếc, quận Liên Chiểu 1 chiếc, quận Hải Chiêu 2 chiếc. Vốn đầu tư bình quân khoảng 4 tỷ đồng một tàu. Nhiều ngư dân cho biết động lực thúc đẩy họ đầu tư đóng mới tàu cá là do tác động của chính sách hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu công suất lớn để đánh bắt và làm dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ của thành phố được ban hành tháng 8 năm 2012. Bên cạnh đó, nhiều chính sách khác như hỗ trợ tiền bảo hiểm thuyền viên, đào tạo bằng thuyền trưởng, máy trưởng, hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong khai thác bảo quản sản phẩm được ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương các cấp triển khai kịp thời.